Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Riding On. Đã lâu lắm rồi mình không lên chuyên mục phân tích về Kamen Rider. Như vậy hôm nay mình sẽ lên một video về Rider và không ai khác đó là Legend, người kế thừa cho Kamen Rider DK, một DK hào nhoáng và đẹp hơn rất nhiều. Trong video lần này chúng ta sẽ cùng nói sơ lược về nội dung của Legend trong lần anh ấy gặp Gacha, vì Kamen Rider Gacha đã đến những chương cuối cùng. Gacha đã lên được hình dạng Platinum và kết thúc được tên Gideon trong hình dạng Kamen Rider Red Tie Tree. Tất cả dường như đã kết thúc trong series của Gacha và đây cũng là lúc thích hợp khi anh ấy tái hợp lại với Rider đã từng gặp mặt, Kamen Rider Legend. Gặp mặt Kaoru Legend kẻ giống với DK cũng hoàn toàn hợp lý khi chúng ta đã từng có một Rider khác là Fitting xuất hiện trong series thứ 5 trong thời đại mới, Neo Heisei. Trong thời đại Reiwa của Kamen Rider, chúng ta cũng có một Rider tái hiện lại sức mạnh kỷ niệm, đó là Legend. Trước khi bàn về những việc sẽ xảy ra trong chương cuối của Kaoru Gacha, chúng ta sẽ cùng tóm tắt nhanh về nội dung của Kaoru Legend cũng như người trở thành Legend này là ai, có xứng đáng trở thành kẻ kế thừa DK không? Bắt đầu vào phần đầu tiên của clip nào. 15 giây để quảng cáo cho Riding On Shop. Hiện tại mình đang có một gian hàng trên Shopee với tên gọi Riding On Shop. Các bạn hãy gõ từ khóa này sẽ xuất hiện ngay shop mình. Hiện tại mình đang bày bán rất nhiều những sản phẩm liên quan tới Tokusatsu, bao gồm cả Kamen Rider lẫn Super Sentai. Các bạn hãy follow cũng như nhập những mã giảm giá để có được mức giá ưu đãi nhất. Giá cả vô cùng cạnh tranh. Link mình sẽ để ở phần bình luận cũng như phần mô tả video nhé. Gacha vs Legend. Vẫn như bao ngày khác của Hotaro, anh đang ở cửa tiệm của mẹ mình cùng với người bạn thân, tiếp tục thực hiện bữa ăn trưa. Hotaro mớm cho bạn mình ăn một bữa ăn đầy tình cảm, thì đột nhiên anh bị dịch chuyển đến một thế giới khác. Anh đã bị giam giữ tại một chiếc lồng sắt và gặp một người tương tự với người bạn của mình. Tưởng chừng người trước mặt là người bạn thân cùng lớp với mình, nhưng anh ta không phải là người bạn thân đó. Thân phận bí ẩn của người đứng trước mặt Hotaro chính là quản gia của Kamen Rider Legend, người với tên gọi Ho-Oswald Kaguya. Anh ta xuất hiện đầy hào nhoáng trước mặt của Hotaro và giải thích tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Đây không phải là thế giới của anh mà là thế giới đến từ một không gian khác. Nhận chiếc kính thực tế ảo và cảm nhận toàn bộ sự kiện đã xảy ra trong dòng thời gian tại thế giới này. Nó cũng như thế giới của Hotaro, một thế giới rất yên bình cho đến khi cuộc xâm lược và đổ bộ của đám Hundreds, những đội quân với những cỗ máy machine khổng lồ cùng với đội quân vàng kim. Bọn chúng giống hệt với đội quân từ tương lai của Omazio. Có lẽ đây là một dòng thời gian khác, đó cũng là kẻ thù chính của Kaguya. Kaguya, anh ta như vầng sáng xuất hiện giữa thế giới đang hỗn loạn, cứu giúp toàn bộ nhân loại, tỏa sáng từ bản thân cho tới sức mạnh của Rider. Anh ta đã giải cứu tất cả mọi người và trở thành nền tảng của toàn bộ thế giới, sống trong tòa tháp ánh sáng của bản thân, cũng như nghiên cứu hàng loạt công nghệ liên quan tới một vật thể giống với Decay River nhưng có kích thước cực kỳ to lớn. Nó giúp cho anh ta có sức mạnh của Rider tương tự như DK, cũng như thu thập được những sức mạnh từ những Rider khác. Khi công cuộc nghiên cứu về sức mạnh của những Rider đang tiếp tục diễn ra, thì một Rider mới được tạo ra, Kamen Rider Gacha, và đó cũng là lý do Hotaro bị Kaguya bắt tới thế giới của anh ta. Kaguya đã chào đón Hotaro như một Rider, nhưng hiện tại Hotaro vẫn chưa hề tỏ sáng. Nhưng anh ta tin chắc rằng Hotaro sẽ một ngày nào đó tỏ sáng như bộ phim Gacha hiện tại, không bao giờ nhìn thấy được ánh ban mai. Không để cho cuộc nói chuyện này kéo dài thêm, quân của đám Hundreds đã tấn công vào căn cứ của Kaguya, bắt buộc anh ta phải tham chiến cùng với Hotaro. Lần đầu tiên chuyển hóa với chiếc Legend River, một chiếc DK River vàng kim với cơ chế hoàn toàn ngược lại với DK River, nó sẽ mở toang cánh cửa để dẫn tới tương lai. Thứ ánh sáng rực rỡ sẽ phát ra từ chiếc River này, giúp anh ta chuyển hóa thành Legend. Legend là kết hợp hoàn hảo giữa DK và DN. Anh ta có thể triệu hồi những Rider dựa trên khẩu súng của bản thân. Những Rider mà anh ấy triệu hồi trong trận chiến bao gồm Guy, Kiva, Kaisa cũng như Hibiki. Tất cả những Rider đều có kỹ năng chiến đấu vô cùng tốt, cùng với những đòn tất sát trứ danh của họ, không như những bản clone đơn thuần của DN, thể hiện phần nào chất lượng về sức mạnh của Kaoru Legend. Sau cuộc tham chiến ban đầu của Kaguya, Hotaro cũng tham chiến vào hình dạng Gacha và được tặng hai lá chemi card. Anh ấy cũng chuyển hóa hình dạng hợp nhất của mình, sức mạnh thể chất của Kuga, máy móc và những thiết bị thông minh đến từ Fai, tạo hình vàng kim với con bọ cánh cứng cũng như biểu tượng chiếc điện thoại smartphone của Fai. Với đòn tất sát trứ danh, khi tạo ra hàng loạt mũi khoan vàng kim và chuyển hóa bản thân trở thành những con bọ cánh cứng, lao thẳng vào kẻ thù. Và để kết thúc trận chiến cùng với tên đứng đầu của đám Hundred tấn công vào căn cứ,
Kaguya đã chuyển hóa thành Kaorodeno với biểu tượng bộ giáp vàng của Legend trên phần cơ thể. Anh ta thực hiện đòn tất sát, cưỡi trên chiếc tàu Denliner bao phủ hành gươm của Deno bằng nguồn năng lượng vàng kim, xé toạc kẻ thù đi ngang qua. Mặc dù trận chiến cũng khá thành công, nhưng Kaguya vẫn chưa công nhận Hotaro. Anh ta đã tịch thu lại Gacha Driver của Hotaro. Và trước ánh nhìn của một kẻ bí ẩn tại thành phố này, hắn ta, thủ lĩnh thực sự của đám Hundred, quyết định tổ chức cuộc tấn công cuối cùng. Kết thúc trận chiến trong tòa tháp ánh sáng, cả hai quay về căn phòng của Kaguya. Hotaro đã được Kaguya tặng cho một bộ trang phục hết sức lấp lánh và những trang sức ống ánh được đeo lên tai của Hotaro với mục đích là biến Hotaro trở thành một người đầy hào nhoáng như mình. Nhưng đáng tiếc, với gương mặt hết sức tốt bụng của mình thì Hotaro có vẻ không hợp với vai diễn này. Đột nhiên một thông báo được gửi tới, cuộc tấn công của đám Hundreds lại tiếp tục với sự lãnh đạo của tên Boss xuất hiện ở tập trước. Hotaro đã muốn đến thành phố để giải cứu tất cả mọi người, nhưng hồi đáp lại anh là sự thờ ơ của Kaguya. Anh ta cần sự hào nhoáng và thanh lịch, chứ không phải là lao thẳng ở chiến trường. Điều này mâu thuẫn ngay lập tức với người anh hùng trẻ tuổi của chúng ta. Vì muốn bảo vệ tất cả mọi người, Hotaro đã không còn tin tưởng Kaguya, cởi bỏ tất cả những trang sức ống ánh và lao thẳng tới chiến trường. Tại chiến trường, trước khi trận chiến được diễn ra, về sự kiêu ngạo cũng như hào nhoáng của Kaguya, anh ta đã được Kamen Rider DK cứu trong thời điểm đám Hundred vừa tấn công vào thế giới của anh ta. Ngưỡng mộ đến sức mạnh của DK, anh ấy đã hoàn thành được hệ thống Aura. Thông qua lời dặn của ông mình, Kaguya đã quyết tâm trở thành một người hào nhoáng và tỏa sáng. Điều này sẽ giúp anh thu hút được đám Hundred, loại bỏ khả năng bọn chúng tấn công những người dân vô tội. Đó chính là cách anh ta chiến đấu, hào nhoáng để bị kẻ thù nhắm tới, chứ không phải để chúng nhắm tới những người khác, và càng không phải đó là sự tự cao của bản thân. Hiểu được điều này, Hotaro đã cùng nhau chiến đấu với Legend. Đối mặt với thủ lĩnh của Hundred, kẻ đã chuyển hóa thành Kamen Rider Burglar, Gacha đã sử dụng hai combo hoàn toàn mới, với combo kết hợp từ W và O để tạo thành 5 ngón tay sạch đều. Anh ấy chỉ tận dụng được khả năng của thanh gươm của O để chém toan kẻ thù. Sức mạnh từ Bill và 4Z giúp anh có thể bay lượn một chiếc tên lửa. Trận chiến giữa Burglar cũng như Legend được diễn ra. Khi Legend chuyển hóa thành DK và sử dụng đòn finish từ DN, kết thúc hoàn hảo khi Gacha với hình dạng 4Z Bill cùng với Legend phối hợp để tung ra đòn Rider Kick, khóa chặt kẻ thù bằng biểu đồ của Bill được điểm tô bằng màu vàng kim và kết thúc bằng cú Rider Kick của Legend. Cả hai đã có sự thấu hiểu và công nhận với nhau. Với Kaguya, anh đã nhìn thấy trái tim tốt bụng cũng như sự chân thành mà Hotaro mang lại cho mình. Hotaro đã nhìn thấy được sự hào nhoáng không phải chỉ để khoe khoang, mà đó chính là cách anh dùng để bảo vệ tất cả mọi người. Thời gian cũng đã hết, Hotaro đã phải rời khỏi thế giới của Legend. Nhưng với câu nói của Kaguya, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Hotaro quay trở về thế giới của mình, gặp lại người bạn cũ với những ký ức về Kaguya vẫn còn đọng lại trong Hotaro. Đó là tất cả những sự kiện xảy ra trong Kaoru Legend, hai tập phim spin-off về Gacha. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra sau khi kết thúc tập 31 của Gacha? Một vầng sáng đã hiện lên trước vòng tròn Ouroboros, một kẻ với sức mạnh của đám Hundreds, chỉ nguy thật sự của bọn chúng, giáng xuống thế giới của Gacha, kéo ra trận chiến hoàn toàn mới. Sau khi Jiren bị đánh bại, có lẽ chương cuối cùng sẽ là chương để gặp gỡ Kaguya, Kamen Rider Legend và kẻ thù thật sự mà tất cả phải đối mặt trước khi tên Jiren có thể trở lại một lần nữa. Với tạo hình giống với đám lính hoàng kim của Omazio, rất có thể kẻ thù mới này mới thật sự là kẻ đã tạo nên tên Boss Hundred ở thế giới của Kaguya, và hắn ta đã thất bại tại thế giới kia. Mục đích của hắn ta hiện tại có lẽ là thế giới của Gacha. Tất nhiên, sự xuất hiện của hắn sẽ kéo theo sự xuất hiện của Legend. Theo những lời thoại trong đoạn trailer, có lẽ tên này đến đây vì một trong ba chị em bóng tối. Có khả năng Jiren cũng chỉ là một kẻ do cô ta tạo ra. Và với việc thất bại của hắn, cô ta đến đây để tìm ra kẻ kế thừa, nhằm mục đích hoàn thành sứ mệnh mà Jiren vẫn còn chưa thể thực hiện được. Với việc phải đối mặt với những kẻ thù mới trong khi bản thân không có sức mạnh của những Legend Rider, rất có thể đây sẽ là cách thích hợp nhất để phế đi sức mạnh của Platinum Gacha, để đi boost cho form cuối cùng của Gacha, Rainbow, sức mạnh thật sự mà chỉ Hotaro mới sở hữu được. Và việc cuối cùng muốn nói tới trong clip lần này là cuộc gặp gỡ giữa Gacha và Legend. Liệu trong thế giới đầy hỗn loạn của Gacha thời điểm hiện tại, Legend xuất hiện có làm loãng đi mạch Rider khi hai Rider còn lại vai trò của họ đa phần giống như form của Gacha xuất hiện rồi lại ăn hành một cách ngay lập tức? Legend có mất đi hình tượng của bản thân, mặc dù có debut phần mới, nhưng liệu có phải chỉ vài tập sau anh ấy vẫn sẽ bị ăn hành? Anh ấy sẽ bị kẹt tại thế giới của Gacha,
hay sẽ xuất hiện và quay trở lại thế giới của mình trong một vài tập phim, giống như hình ảnh của file gacha. Gacha đến từ tương lai bị lãng phí một cách không thể nào tồi tệ hơn. Đâu sẽ là cách mà phim gacha sẽ hướng tới? Các bạn hãy comment phía dưới để đưa ra ý kiến của bản thân nhé. Mình là Riding On.